quỳ xuống đất. Hồng gia tha mạng, Hồng gia tha mạng. Biểu ngữ cũng dán rồi à? Dán rồi. Tiền thì chúng cháu đi trên đường, vừa đi vừa ném, thấy nhà nào sập sệ thì ném vào, cũng không biết là bao nhiêu. Tiểu thư à, giờ phải làm sao? Chú Thẩm à, chú quyết định đi. Tôi. Mọi người đã ăn mặc giống như người giang hồ, vậy thì chúng ta hãy làm theo quy định giang hồ đi. Ai cũng có phần, luận công ban thưởng. Mọi người thấy sao? Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi không có người thân thích, cần tiền làm gì? Đây là nhà của chúng tôi. Chú Thẩm, chú hãy giữ giùm đi. Đúng rồi chú Thẩm, giữ giùm chúng tôi đi. Chú à, chú hãy nhận lấy. Chú Thẩm à, mọi người đã nói như vậy rồi, chú cứ giữ đi. Tôi thấy chỗ tiền này chia làm hai phần, một phần tính vào cho cửa tiệm, phần còn lại tính vào cho mọi người. Cũng đừng thưởng theo công mà chia đều đi. Chúng tôi không cần tiền, lấy tiền làm gì? Đúng, chúng tôi là người nhà họ Thẩm, ăn mặc đều dùng của nhà họ Thẩm, ngay cả mạng cũng là mạng nhà họ Thẩm, lấy tiền làm cái gì? Đúng, chúng tôi không cần tiền. Được rồi, bây giờ mọi người ai cũng không cần. Tôi sợ sau này mọi người lại không đủ tiêu. Được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Được rồi, mau đứng lên đi. Về phòng đi. Dương à, chuyện tối nay chỉ có mấy người chúng ta biết, không được nói cho ai khác. Tôi còn cần cô dạy chắc. Natasha, Dương Đức Long tôi vẫn luôn coi cô là người bạn tốt nhất của mình. Vậy mà cô lại hại tôi như vậy à? Dương à, em không có hại anh, cũng không có hại Xuân. Dương à, tình yêu không có lỗi. Vậy cô có biết, một cô gái lén lút làm chuyện đó sẽ bị tới từ đường hỏi tội hay không? Chỉ cần mấy người chúng ta không nói thì sẽ không có ai biết. Dương à, bây giờ chuyện này đã làm rõ. Dương Điền Thu không phải người Nhật Bản, cũng không phải gian tế. Chuyện của họ anh hãy đồng ý đi. Làm rõ à? Chỉ chịu cho mấy câu nói suông của cậu ta, hai người đã coi là làm rõ rồi à? Anh à, anh ấy đã thề độc luôn rồi. Dương à, xin hãy tác thành cho bọn họ. Hai người yêu thương nhau mà không thể bên nhau là một chuyện vô cùng bi thương. Cô im miệng lại. Cô cho là mình đã làm chuyện tốt à? Nói cho cô biết, cô đã hủy hoại em gái của tôi. Cô bảo nó sau này làm sao lấy chồng. Em không lấy chồng. Em nói cái gì? Anh nói cho em biết Dương Lệ Xuân, hôm nay anh đã khách sáo với em lắm rồi. Em biết. Anh à, anh muốn xử phạt em như thế nào cũng được. Nhưng mà em nói với anh, trừ Dương Điền Thu ra, em không lấy bất kỳ ai. Được. Anh cũng nói với em, trừ Dương Điền Thu ra, em muốn lấy ai cũng được. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, lại sao nữa? Thẩm tiểu thư tới rồi. Ở đâu? Xe kiệu đang ở ngoài cổng. Vậy còn hỏi gì nữa, mau mời vào. Đi. Nào Thẩm Phương, mời vào trong. Anh à, anh ngồi lên ghế đi. Hôm nay em tới là để dập đầu năm mới với anh. Được rồi, không cần đâu. Cần, nhất định phải dập đầu.
Anh mau ngồi đi. Được rồi, vậy hôm nay anh nhận một lễ này của em. Tới đi. Anh Đức Long, năm mới vui vẻ. Được rồi, Dương Đức Long cũng trả lễ cho em. Năm mới vui vẻ. Anh trả lễ như vậy à? Thì em cũng đâu có dập đầu thật. Được rồi, ngồi đi. Ngồi. Nghe nói tối nay anh tới chỗ em tìm em. Tối nay em vui quá cho nên cô uống vài ly. Thất lễ rồi. Chuyện thường thôi mà. Vừa rồi anh tới nhà em, nhìn thấy nhà em đang đang đèn lồng đỏ. Đột nhiên anh có một ý tưởng. Anh nói đi, em xem. Qua năm mới là tới ngày 15. Trấn Dương gia chúng ta có ba thứ kỳ bảo: tranh Tết, diều và đố đèn lồng. Tranh Tết thì không nói, năm nào cũng có họp chợ. Nhưng diều và đố đèn lồng, Trấn Dương gia chúng ta đều làm ở nhà rồi đem đi bán, không có tiếng tăm. Ý tưởng của anh là mời hết những cao thủ đang đèn lồng làm câu đố đèn lồng của bốn thôn tới đây. Ngày 15 tháng Giêng chúng ta mở một hội qua đăng. Không biết Thẩm gia có chịu gia nhập không? Có muốn góp vui không? Được. Anh Đức Long vừa lên làm chưởng môn đã muốn chấn hưng ba ngành có hiệu quả. Nhà họ Thẩm chúng em đương nhiên sẽ dốc sức ủng hộ. Thêm nữa, bây giờ việc của anh chính là việc của em. Được rồi, vậy anh sẽ lập tức khắc một cáo thị. Sau khi in ra, để các đệ tử đi dán khắp nơi. Trong huyện cũng phải dán vài tờ. Tới chừng đó chúng ta lập thêm các giải nhất nhì ba. Làm đèn lồng một giải, tạo câu đố một giải, giải câu đố một giải. Người tham gia chắc chắn sẽ tấp nập. Em thấy sao? Hay. Có giải thưởng thì phần thưởng phải cao một chút. Em cho 500 đồng đại dương. Không cần. Em có thể tham gia là được rồi, không cần bỏ tiền. Anh Đức Long à, anh nói vậy là coi em là người ngoài rồi. Không nói tới việc chúng ta là người một nhà. Nhà họ Thẩm chúng em ở ngay kế bên Trấn Dương gia, mỗi năm có một dịp chợ lớn tranh Tết, một dịp qua đăng. Sau này có thêm một lễ thái diều nữa, chẳng phải chúng em năm nào cũng có dịp náo nhiệt à? Đương nhiên phải bỏ chút công sức chứ. Được rồi, vậy cung kính chi bằng tuân mệnh. Chuyện này cứ quyết như vậy. Được.